Một trong những tướng lĩnh cao cấp nhất của Trung Quốc tuyên bố một cuộc tấn công vào Đài Loan vẫn là một giải pháp để ngăn chặn Đài Loan độc lập. Đó là lời cảnh báo của ông Li Zuocheng ngày 29 tháng 5. Tuy nhiên, ông Li Changshu, lãnh đạo cao cấp đứng hàng thứ ba của Đảng Cộng sản cầm quyền Trung Quốc nói trong cùng một sự kiện rằng những biện pháp không hòa bình là giải pháp cuối cùng. Luật năm 2005 cho phép Trung Quốc có quyền hợp pháp để có những hành động quân sự chống Đài Loan, nơi Bắc Kinh xem là một tỉnh của mình. Và Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ dùng vũ lực để đặt Đài Loan dưới quyền kiểm soát của họ. Nhưng một tuyên bố rõ ràng như thế của quân đội là điều hiếm hoi. Chính phủ Đài Loan lên án nhận định này. Đài Loan nói đe dọa chiến tranh là vi phạm luật quốc tế và rằng Đài Loan chưa bao giờ là một phần của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đài Loan là một vấn đề lãnh thổ nhạy cảm nhất của Trung Quốc. Bắc Kinh nghi ngờ Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn là một phần tử ly khai. Tình cảm của người dân Đài Loan đối với Trung Quốc trở nên thù ghét hơn kể từ khi Quốc hội Trung Quốc hôm 28 tháng 5 chấp nhận luật an ninh quốc gia áp dụng cho Hồng Kông.